Xin chào các bạn. Ní mắt họ. Bây giờ hãy cùng tiếp tục học bài 9, tương ứng với phần tiếp theo của bài 4, quyển 1. Trước tiên hãy nghe cách nói, đi hay không. Nguyên văn là đi không đi. Chủy bố chủ. chủy. Bủ. Bủ. chủy. Chủy. Bù. Bù. Chủy. Chủy. 去不去 bạn đi hay không？你去不去 Cách hỏi là cách hỏi chính phản trong tiếng Trung. Hãy trả lời không đi. 不去 bú chủ. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ về. Khuấy. Khuấy. Bây giờ là từ trường học. Xuế xảo. Xuế. Xuế. Xảo. 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 Chế Đi đến trường Chuy chế xào Chuy Hãy nhắc lại từ về, âm hắn Việt là hồi Khuấy Khuấy Về trường Khuấy chế 回学校 Mình về trường Về hay không về Huế Về hay không về trường? 回不回学校?回不回学校?唯一 hãy nhắc lại bạn có đi hay không? 你去不去?唯一你去不去? không đi mình về trường? 唯一我回学校 bú truy của khối chuyên sở bây giờ hãy nghe phá nhắc lại từ tạm biệt âm hắn việc là tái kiến dạy kiện dạy kiện dạy bạn đi hay không 你去不去你去不去亨利名为圈。不去我回学校。不去我回学校。当别。再见。 Giải bài học này đến đây là hết hãy chú ý nghe và nhắc lại to và rõ mỗi câu nói bao gồm cả phần nhắc lại cuối các bài để việc luyện phản xạ được hiệu quả nhất bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng trung tiếng trung không khó lắm khải ủy bố thải nán đi bưu điện gửi thư 去邮局寄信。再见。明天见。今天星期几？第八。星期二。m 一 八三、四、五、五六、六、星期天。 đi đâu vậy đi nào nó thiên ăn môn thiên ăn mấn đi hay không đi đi hay không Chuy bú đi. tạm biệt dạy triển mình về trường 我回学校。